gọi. Alo, dạ con nghe mẹ. Dạ con cảm ơn mẹ đã hiểu tấm lòng của con. Ôi mẹ là cái máy. Hay quá. Em thấy mọi người hơi bị bất chấp hả? Trời ơi, sắp tới sẽ có một trận tấn công từ fan của nam em chị ơi. Thôi mà, thật ra nam em cũng thương em mà, tại vì fan hiểu lầm thôi. Đúng rồi, em. Ngày hôm nay sẵn chương trình này, em có lời nào muốn nhắn nhủ với fan của em không? Mỗi khi mà lên tung hứng với em, anh hay chụp và anh cũng là hơi chả treo đồ này nọ, cho nên bị nhiều cái luồng ý kiến không hay về anh và em. Ngày hôm nay hai đứa mình tay trong tay nè. Đó. Em hãy đính chính với fan em đi cưng, hai đứa mình ở ngoài đời như thế nào hả nam em? Bình thường ảnh diễn cái nét cọc vậy thôi, chứ ngoài ảnh rất là thương em. Đúng thương rồi. Như một đứa em gái thật sự. Thật sự luôn. Lo lắng và nhiều khi trên sân khấu ảnh sợ em không có đất diễn nên ảnh cố tình làm bán đất cho em, ngậm cái họng lại để cho nam em diễn. Vậy mà nở đi đâu vậy? Ủa đi đâu vậy? Khi mà một diễn viên thì họ bước ra và họ sẽ định hình cái phong cách của mình. Nếu như Khả Như định hình với phong cách là hài hước, vui nhộn cũng như là pha có nét gì sang trọng, quý phái. Nam em với cái nét diễn gọi là ngây thơ, ngây ngô, những mảng miếng không dính vào nhau. Thì em với phong cách là cọc cằn. Cái đó gọi là cái nét diễn riêng nét của Lâm diễn rồi. Chứ không có hề ăn hiếp bạn diễn. Nếu như mà Lâm là một người hay ăn hiếp bạn diễn thì chắc chắn là Dương sẽ không thích Lâm. Đúng. Nhưng mà hôm nay không phải live show Lê Dương bỏ Lâm xong, khúc đó xong rồi. Và bây giờ xin được trân trọng giới thiệu. Chị đi đâu vậy? Chị sửa điện gì? Ai hư điện vậy chị? Xin được trân trọng giới thiệu khách mời điện đặc biệt ngày hôm nay, đó là diễn viên Thuận Nguyễn. Wow. Thấy chưa? Thấy đồng đều chưa? Ủa bình thường thì chị không đứng bình thường mà chị đứng hỏng chân vậy? Rồi đứng hỏng chân gì không nên nha chị nha. Chân chị đâu? Ủa? Hello. Sao thôi giờ chị leo xuống? Đúng rồi chị ơi. Chị bị tự ti chiều cao đấy, hiểu không? Đó là một cái khoảng cách rất là xa. Ba mẹ thì tư duy, cái suy nghĩ, cách quyết định trong mọi tình huống nó đều khác với bản thân mình. Ví dụ bây giờ mọi người có thấy cái chuyện là nhuộm tóc về ba mẹ cũng không thích, tẩy tóc ba mẹ cũng không thích, hoặc là xăm mình thì người lớn cũng đâu có thích những cái chuyện đó đâu. Những người trẻ như mình xem những cái chuyện đó rất là bình thường, không có gì cả. Ê Thuận bữa nay nhìn đẹp trai, nó chững chạc đẹp trai ha, nói chuyện sao mà nhân văn sâu lắm mà. Ừ. Sao cuộc đời mà đẻ một đứa mà cái mặt lại hoàn hảo như vậy, đẹp mà còn cao, cao nè, bự nè, mắt to, chân mày rậm, mũi cao, đẹp, duyên dáng, duyên dáng cao ráo, diễn hay, hài cũng được, bi cũng được, xiếc cũng được, cái gì cũng làm được. Thì có nói gì mất tích. Chủ đề hôm nay gì quên hả? Chủ đề là tâm sinh tướng. Tâm sinh tướng hả? Phải không? Phải không? Phải chứ là tâm sinh tướng không? Chủ đề là khoảng cách giữa hai thế hệ. Khoảng cách đừng nói gì sắc đẹp không, tưởng tâm quên sinh tướng lắm. Nhưng mà đẹp trai thiệt. Đẹp trai thiệt. Nhưng mà nói cái vụ để nhuộm tóc là không đồng ý. Tại vì chị Như nhuộm tóc nhưng em thấy mẹ chị rất là vui. Bởi vì mẹ ơi, con nhuộm cái gì mà trẻ trâu vậy? Mẹ khen á. Đúng rồi, với lại nhiều khi mà trong cơ thể của Lâm có hình xăm. Dạ. Thì mẹ nói ô xăm hình dễ thương quá nè. Cô Thuận, cô Thuận à, mẹ gọi. Alo, dạ con nghe mẹ. Dạ con cảm ơn mẹ đã hiểu tấm lòng của con. Ôi, suy nghĩ của hai đứa mình bằng nhau quá. Mẹ rồi, cái máy. Hay quá. Em thấy mọi người hơi bị bất chấp á. Đâu, cái đó không phải bất chấp, cái đó là dựng chuyện. Thuận nói có nhiều cái đúng nha, nhưng mà đó không phải là khoảng cách, đó là quan niệm. Dạ. Yeah. Cha mẹ vẫn có thể nói chuyện được với con cái thì sao là khoảng cách, đúng không? Có khoảng cách. Ủa em với gia đình em có khoảng cách. Ví dụ thật ra bây giờ ngay cả việc tâm sự hay là mình muốn chia sẻ vấn đề gì thì em với mẹ cũng đâu có chia sẻ được.